Xin chào tất cả bà con cô bác anh em và các bạn ha. Hôm nay shop lại về một số hàng rồi lại review lên cho bà con cô bác anh em và các bạn một số hàng để các anh em và các bạn xem chọn lựa đặt mua cái nào phù hợp với mình ha. Quay đuôi quay tới chỉ có máy bắn vít và máy khoan rồi máy cưa kiếm rồi cưa gỗ bê tông ha. Các thứ là máy pin hoàn toàn ha, tất cả đều là máy pin hết. Rồi hôm nay có cái cây cắt cỏ ha, cắt cỏ nữa. Rồi giờ cũng không nói gì nhiều, đầu tiên cho mình xin chúc mọi người luôn khỏe và thành công trong cuộc sống ha. Rồi shop xin được test máy. Rồi anh em lưu ý để ý nha, cái nào combo thì mình nói combo, anh em lắng nghe nha, đừng có lướt qua nhiều ha. Combo tức là máy pin sạc gọi là combo, còn những cái nào body thân máy vỏ pin hay là cái body không thân máy không thì mình nói thân máy nha, cho các em để ý nha. Anh em để ý nhiều khi cái số lượng hàng nó nhiều á, đâm ra mình không có thời gian ha, nói luôn nói tới hoài ha. Rồi mình test kỹ cái máy số 1, đây là cái máy số 1, hôm nay khá nhiều hàng ha. Đây là máy số 1 nha anh em. Máy số 1 là máy một cái vít gấp, mã của nó là 6220 EZ6220 của Nati này, vít gấp ha. Đây mình test ha, test nhanh chậm ha, đó test nhanh chậm, rồi đây chậm lên ha, kéo lên chậm, ok số 1 nha các bạn. Này là có 5 5 6 cấp trượt lần ha. Và các bạn muốn coi cấp trượt thì mình trượt cho các bạn xem ha. Đây, có nó có cấp trượt đàng hoàng ha. Đó. Là số số 1, số 2. Số 2 ở đây ha. Đó, số 3. Nó rất là mạnh nha các bạn. Đó. Số 3 mà mạnh lắm rồi. Đây, cho nên là rồi thân máy vỏ pin nha, còn cái pin này pin của mình test ha, pin nó thân máy vỏ pin đây, thân máy và vỏ pin đây nha các bạn. Đó, thân máy vỏ pin, anh em nào tin tưởng á, muốn đóng pin thì cứ để lại đóng pin ha. Đó, cái vỏ pin của nó đây, thân máy vỏ pin. Rồi, máy đẹp nha các bạn. Số 1 450k. Thân máy vỏ pin ha. Đó, máy đẹp nha các bạn. Thân máy vỏ pin, anh em nào muốn đóng pin cứ để lại đặt đóng pin ha. Rồi, cái số 2. Cây số 2 cũng là một cây vít gấp luôn ha. Giờ cây này là 6225 nha các bạn. Mã là 6225. Đó. Mình test cái này cho các bạn xem luôn. Rồi tiếp tục cây 6225 nha các bạn. Đó, 6225 cũng nhanh chậm đây ha. Đó, này nó có tới 21 cấp trượt nha, một cấp khoan nha các bạn, 21 cấp trượt. Đó, ra vô ha, đầy đủ ha. Rồi bây giờ mình test cấp trượt cho các bạn xem ha, để các bạn sẽ thấy được cái nó có cấp trượt đàng hoàng ha. Bây giờ là mình để cái cấp trượt số số 5 nha các bạn. Đó, nó ngắt lực ha. Này nó ngắt lực các bạn. Đó, nó ngắt lực. Các bạn sử dụng cái này nó ngắt lực ha, cho nên mình khi mình muốn sức mạnh mình tăng cái lên ha. Nó cỡ tầm đó bao nhiêu là nó ngắt lực ha. Đó. Đó, nó vẫn trượt nha các bạn đó. Nó vẫn trượt cạch cạch nha, số 9 nha. Đó. Rồi. Cái số 2 thân máy vỏ pin
Bộ pin nó đây nha các bạn. Thân máy bộ pin số 2. Rồi. Số 2 ha. 500k. Số 2. 550k ha. Đây. 6225. Rồi cây số 3. Đây là cây cứ kiếm nha các bạn, 14V. Cây này là có cả sạc pin ha. Sạc pin nó đây nha các bạn. Nhiều đồ quá. Sạc pin của nó đây ha. Thì mình test cái sạc pin trước luôn ha. Test sạc pin luôn. Thì trước mắt mình cứ kiếm nữa ha. Đó. Cứ kiếm này 14V nha các bạn. 14V ha. Máy pin sạc luôn ha, nguyên combo luôn. 14V. Rồi, 14V nha các bạn. Rồi các bạn. Rồi. Đây mình test sạc cho các bạn xem ha. Để sạc nó là sạc 100V nha các bạn. Sạc này sạc 100V. Mình sẽ dán cái giấy 100V vô các bạn xem. Để các bạn lưu ý ha. Sạc điện 100V nha chỗ này nha. Đó các bạn, khi các bạn về các bạn lưu ý là sạc điện 100V. Mình mua cái cục 100V nó giờ nó bán đầy ha. Rồi điện 100V nha các bạn. Rồi mình test sạc cho các bạn xem ha. Cắm điện vô nha các bạn. Cắm điện vô đỏ đèn ha. Bây giờ mình lo mình cài pin vô nè. Lên đèn xanh nha. Đó, bịt cái đèn này lại đi, cái đèn này là đèn nguồn nè. Đó, bắt đầu lên đèn xanh nè, rút ra nè. Các bạn rút ra nè. Rút ra là tắt đèn ha. Đây là đèn nguồn ha, cắm lên là đèn nguồn sáng. Rồi pin vô là đèn lên đèn xanh ha. Đó. Vậy nha các bạn. Ok. Rồi máy pin sạc số 3. Này số 3 nha các bạn. Rồi cơ kiếm số 3 950k ha. Cơ kiếm số 3 950k. Máy pin sạc có lưỡi đồ đầy đủ ha. 14V. Đó. Nguyên combo ha. Đây là combo ha. Rồi bên hông đây là nó vẫn còn cái cây lục giác đây nha các bạn. Cây này cây lục giác để mà mình mở lưỡi ha. Mở lưỡi ra, mở đi vô ha. Gắn đây ha. Đó, gắn bên này. Rồi, nghiêm ha. Rồi, 950k số 3. Rồi bỏ nó xuống. Tiếp tục. Số 4. Số 4 này là sạc 220 ha các bạn. Này sạc 220. Số 4 là cây một cây cắt cỏ ha. Các bạn chạy ở đây nó chớp đèn rồi nha các bạn. Đó, nó đèn, cái đèn là đèn báo pin ha. Đó. Rồi, chúng ta rút ra. Ta test sạc ha. Sạc này sạc 220 nha các bạn. Lưu ý sạc này 222, các bạn nhà nào có ổn áp sạc 220 ha. Đừng có để điện nó quá lên tới 240 ha. Là nó 250 là nó cháy ha. Cho nên là cái này nó là sạc pin. Không có độ chế ha. Pin của nó là vậy. Rồi mình cắm 220 vô bình thường nha các bạn.
là đèn nó không lên, nhưng mà cắm pin vô đèn nó mới lên nha các bạn. Đó, cắm pin vô đèn nó mới lên ha. Rút pin ra là đèn tắt. Sạc đầy là đèn tắt ha. Sạc đầy đèn nó tắt. Cắm pin vô đèn nó lên ha. Đó, cái này là pin Makita ha. Này Makita 14V ha các bạn. Makita 14V. Và nó gắn vô trong một cái máy này ha. Cái máy này Makita 14V ha. Máy cắt cành ha, cắt cành cắt cỏ ha. Đó. 14V cắt lá cắt đồ ha. Có nó rất là tiện lợi các bạn, nó cắt rất là nhiều thứ ha. Cho nên là mình phải nghiên cứu, nó cắt rất là nhiều thứ. Rồi. Nguyên combo số 4, sạc 220. Máy pin sạc số 4 ha. Số 4 1.050k ha. À, sạc pin zin sạc zin ha. 1.050k. Cả nguyên combo như vậy nha các bạn. Đó. Nguyên combo. Bán combo cho các bạn dễ sử dụng ha. Các bạn mua về các bạn có đồ sử dụng ha. Rồi số 5. Cũng combo nha các bạn. Đây combo nè, Makita. Đây là 10.8 ha các bạn, combo Makita 10.8 ha, vít ha, vít cấp trượt ha, vít cấp trượt 10.8 ha. Đó, cái vít nó cấp trượt 10.8 như vậy. Này là Makita 10.8, mã nó của nó là DF030D ha. DF030D Japan. À, nó như vậy nha các bạn. À, các bạn cứ coi kỹ lại cái ấy ha. Đó. 10.8 ha. Giờ mình test chức năng. Nó có 20 cấp trượt, một cấp khoan ha các bạn. Đó, là mình chờ mình test cấp trượt đây ha. Ở đây có nhanh chậm nha các bạn. Đó. Đây là chậm, đây là nhanh. Rất là ngon nha các bạn. Rồi, nguyên combo luôn. Mình test sạc luôn. Mất thời gian ha, cho nên mình test hơi nhanh xíu nha các bạn. Đây cũng là điện 100V nha các bạn. Bạn lưu ý ha. Zin của nó điện 100V ha. Ở đây shop mình bán chuyên hàng bãi không nha các bạn. Tất cả đều hàng bãi ha. Đó, chứ không có hàng gì khác ha, tất cả đều hàng bãi. Này 100V nha các bạn. Đó, mình để 100V cho các bạn lưu ý nha. Đó. Rồi giờ chúng ta test sạc, test cục pin luôn ha. Coi nó chạy như thế nào, hay sạc nó có vô hay không. Giờ khi về các bạn nói là sạc không vô rồi ha thì nó cũng mất lòng lắm. Đây. Đèn nó lên chớp chớp đây nha các bạn. Đó, bắt đầu mình cắm pin vô ha. Rồi đèn đỏ ha. Đèn chớp xanh nha các bạn, đèn chớp xanh nè. Đèn chớp xanh là lúc đó là mới chất cắm nguồn vô thôi. Giờ cắm cho nó đỏ ha. Đợi đầy đầy nó sẽ xanh lại ha. Đầy sẽ báo xanh lại. Rồi cái này ok ha. Cái cục pin rất là mới ha. Rồi. Rồi combo máy pin sạc này luôn ha. Số 5.
combo 1.250.000 nha các bạn, máy pin sạc 1.250.000 ha, nguyên combo ha. Rồi. Rồi, tiếp tục combo nữa, đây một cái combo nữa, cái này Edman hàng Đài Loan ha các bạn, hàng Đài Loan xuất ha, hàng Edman cũng là hàng bãi ha. Cái này 18V này rất là mạnh nha các bạn, này Edman này rất là mạnh đó, nó không có để chữ China Chinese gì hết ha các bạn, nó rất là đẹp luôn ha. 18V đây nè các bạn, người nhìn thấy không, đây là 18V, còn pin nó pin trượt nè ha, đó để trượt ha, pin 18V đó như vậy ha, đó như vậy 18V. Rồi mình test chức năng cho các bạn xem cái búa của nó như thế nào, để là điều tốc ha. Ồ, cái này rất là mạnh nha các bạn, vòng tua rất là cao ạ, vòng tua của nó 2.800 luôn ha các bạn, vòng tua của nó 2.800, lực siết newton là nó là 170 N ha, 170 N màu 170 N đó, 18V. Rồi nguyên cái combo của nó luôn ha các bạn, à, này cái vít có đèn led, cái máy rất là mới, à, cái máy rất là mới nha, máy này xài rất là ngon á. Rồi giờ mình test cục pin ha. Đây là cái kiểu của cục pin. Nhìn nó sạc nó đây. Điện 100V ha. Rồi, cắm điện vô nó cũng đèn xanh nha các bạn. Bây giờ mình bỏ pin vô ha. Đó, bỏ pin vô đèn đỏ chớp ha. Đó. Bỏ pin vô đèn đỏ chớp. Rút pin ra, tắt ha. Có đèn xanh không? Đèn xanh là đèn nguồn nha các bạn. Rút pin vô là bắt đầu đèn đỏ chớp nè. Đó là sạc nha các bạn. Rồi. Combo máy pin sạc. Sạc nguồn 100V nha các bạn, còn lưu ý ha. Này pin 18V, 18V ha, sạc 18V luôn. 18V được sức lên trên newton 170 ha, 170 N. Rồi sạc 100V. Để mình dán cái tem vào đây để cho các bạn lưu ý ha. Dán ở trên đây luôn cho các bạn để ý là đây là 100V ha các bạn. Trăm vôn 110 đó nha các bạn, đó điện 100V 110 đó là nó cái sạc nó vậy ha. Rồi đây nguyên cái combo ha các bạn, nguyên cái combo số 6. Số 6 nguyên combo. Wow. 18V nguyên số 6, 1.2 nha các bạn, nguyên combo nè. Đó. Nguyên combo ha. 1.2.
Rồi, đây là cái combo của số 7 ha. Đây nguyên combo này là hai cây máy này luôn nha các bạn. Hai cây máy Hitachi ha. Một cây bắc vít 10V8 ha. 10V8, một cây bắc vít và một cây khoan. Đó, mình bán nguyên cây nguyên combo cặp luôn ha. Chứ mình bán chiếc ra ha các bạn. Bán nguyên cặp luôn. Đó. Một cây có khoan 10V8 và một cây hay làm điện nước, mua hai cái cây này là ngon ha. Làm điện nước, làm đồ nhẹ nhẹ, mua mấy hai cây này rất ngon. Đó, nguyên combo là luôn ha. Vít với cây khoan. Sạc điện 100V. Bây giờ mình test cái vít này cho các bạn xem trước ha. Đó, cái vít nha các bạn. 10V8 ha. Rồi. Cây này cây khoan ha các bạn. Cầu kẹp 10 ly ha. Cây này cũng rất là ngon ha. Cũng nhanh chậm nha các bạn. Cũng có mức nhanh nhất, mức chậm ha. Đó. Đó mức chậm á, xuống kéo xuống là mức nhanh ha. À, cũng đèn led là đầy đủ ha. Đảo chiều. Đèn của Dajo ha. Rồi. Cũng rất là ngon nha các bạn. Rồi, combo hai máy một sạc, hai pin. Hai máy hai pin một sạc ha. Hai máy hai pin một sạc. Số 7. 2 triệu ha các bạn. Một máy một pin một sạc là một máy một pin là 1 triệu ha. 2 triệu. Số 7. Hai triệu rẻ rồi nha các bạn. Có pin có sạc đàng hoàng ha. Hai máy hai pin, hai sạc một sạc, 2 triệu ha. Số 7, một cặp ha. Một cặp. Rồi. Cái này mình sạc, mình test sạc luôn nha các bạn, mình quên. Test sạc luôn. Điện 100V nha các bạn. Bạn lưu ý ha. Điện 100V, cái này đèn này cắm cũng không lên đèn ha. Cắm pin vô nó mới lên đèn. Đây. Giờ chúng ta cắm pin vô ha. Đó, cắm pin vô lên đèn nha các bạn. Đó, một cục nè, bắt đầu một cục bên kia. Cắm pin vô nó mới lên đèn. Đó các bạn thấy không? Cắm pin vô nó mới lên đèn ha. Rồi. 18 nha. Làm điện nước ha, làm gì nhẹ hơi nhẹ là các bạn sử dụng hai cái cây máy này là ok luôn. Vừa vít vừa khoan luôn ha. Đó. Vừa bắt vít được, vừa khoan được, vừa bắt vít được luôn. Rồi được luôn ha. Bỏ ra hai chữ ta có một cặp máy, hai quả pin rồi. Bắn vít rồi ha. Để dành chơi rồi hay là sử dụng gia đình rồi ha, vô tư. Gần Tết rồi ha, chúng ta mua về chúng ta làm lặt vặt trong nhà, sửa chữa này kia các thứ. Rồi tiếp tục số 8. Cho cái này xuống đi, số 8 nè. Một cây máy cắt đĩa ha. Máy cắt đĩa cắt gỗ ha. 14V không than ha. BL nha các bạn. Này BL nha các bạn. Đó, máy không than Makita ha, 14V. Đây. Đó, báo đèn đây nha các bạn. Đây. Máy không than thì nó êm rồi nha các bạn. Máy không than thì nó êm cực kỳ rồi ha. Rồi. 14V lưỡi 125. À, cái đồ mở lưỡi đây luôn ha các bạn. Đồ mở lưỡi nó nằm đây luôn. Rồi. Này là thân máy ha, thân máy Makita 14V. Số 8. Thì không than nha các bạn. 1.3 triệu.
số 8 ha, không thay 1,3 triệu ha. Đây đó, bên là rất là đẹp ha, cái máy rất là đẹp, không có một cái dấu gì tha, thân máy cũng rất là đẹp nha các bạn đó. Rất là ok, thân máy 1,3 triệu, có đèn báo luôn ha. Rồi tới số 9, số 8 là tới số 9. Rồi số 9 đây, chính mình có một cây Hitachi đèn nguyên combo ha. Cái chính nó dùng cái sạc này nha các bạn, sạc này sạc được hai dòng pin ha, vừa dòng pin Li-ion và vừa dòng pin Niken ha, pin này pin Li-ion ha. Rồi nó vừa sạc được dòng pin Niken nữa ha. À, dòng pin Niken là những cái cây máy này ha. Đó, nó sạc được luôn những quả pin này, Niken này luôn ha các bạn. Đó. Đây mình test cây này 14V ha. Đây đời cao nó có cái nút cản đây ha, nút cản cò đây. Yếu lại kéo xuống nó mạnh. Đó. Máy này rất là mạnh nha các bạn. Rất là mạnh, rất là ngon ha. Nguyên combo của nó. Máy pin sạc ha. Nguyên combo. Đó, sạc này sạc 100V nha các bạn. Có thể test sạc cho các bạn xem luôn. Sạc là sạc 100V. Nên bán nguyên combo ha. Sạc 100V. Bây giờ mình test sạc. Test sạc trước. Cắm vô là đèn nó chớp chớp vậy nha các bạn, đèn nguồn ha, đèn nguồn nó chớp ha. Rồi cắm vô nó sạc nha các bạn, lên đèn vàng trước khi nó sạc nó lên đèn vàng. Các bạn nghe cái tiếng của cái quạt ở trong cái sạc này nó quay nha. Đó rồi, combo máy pin sạc nguyên combo này ha, 14V, sạc 100V nha các bạn. Số 9, 1,350 triệu. Số 9, 1,350 triệu nha các bạn. Hitachi ha. Đó, nguyên combo này ha, nguyên combo Hitachi 1,350 triệu. Rồi tiếp tục số 10, số 10 là nguyên cái combo của thằng Hitachi, con Ryobi, combo của thằng Ryobi nha các bạn. Ryobi than rời ha, 14V, than rời 14V. Cái đầu này nó hay, cái là cái đầu này, cái đầu gài này nè các bạn, dùng các bạn đút một tay vô là vô thôi ha. Đó, không cần phải, đó, không cần phải kéo này ra ha, nhưng mà khi chúng ta mở ra là chúng ta phải kéo ra. Đó, các bạn thấy chưa, đó, khi chúng ta mở ra chúng ta kéo ra. Combo 14V ha, với cái sạc zin ha. Đó, nguyên combo với sạc zin. Để chúng ta test sạc luôn ha. Sạc 100V nha các bạn. Vậy mua cái cục 100V 200.000 ngoài chợ đó, bán cái cục đảo nguồn đó ha. Vậy chúng ta sử dụng rất là dễ mua, nhiều lắm. Đó. Đèn chớp xanh, cắm vô là lên màu đỏ như là sạc nha các bạn. Và rút ra là đèn chớp xanh, đèn nguồn nè. Đó, đèn nguồn chớp xanh nè. Thấy chưa? Thì cắm pin vô nè. Đó. Chúng ta chọt pin vô là nó sẽ lên đèn đỏ sạc ha.
Rồi nguyên combo 14V ha. 14V máy pin sạc. Này số 10. Số 10 1.1 nha các bạn, 1.1 nguyên combo ha, nguyên combo vậy. Rồi trên bàn đây là combo là hết rồi ha. Rồi tiếp tục số 11, một cây bê tông 24V nha các bạn. Cây bê tông 24V. Rồi cái pin này nó không có ấy được ha các bạn, không có cầm mình sẽ không có test được đó, nhưng mà mình lấy cái pin khác mình test cho các bạn xem. Này là mình bán thân máy vỏ pin ha, thân máy vỏ pin như thế này là thân máy vỏ pin ha các bạn. Cây 24V bê tông. Nghe chưa? Bạn thấy chưa? Đây là cái mũi khoan của nó ha. Đó. Đó, này khoan búa ha, này xuống đây khoan thường. Đó, khoan thường nha các bạn, có điều tốc rồi đàng hoàng ha. Điều tốc rồi đầy đủ nha. Rồi, một cây tông 24V. Khoan thường, khoan búa. Búa hơi nha các bạn, đó cho khoan thường khoan búa. Rồi thân máy vỏ pin cây rất là đẹp nha các bạn, cây này rất là đẹp ha, thân máy vỏ pin cây này rất là đẹp. Và một cái máy bê tông rất là đẹp ha, khoan thường khoan búa rất là ok luôn, tem đây còn mới tinh luôn ha, đó mắc kinh da băng luôn ha. Các bạn nhìn thấy chữ mắc kinh gia băng không? Đó. Zin của nó vậy luôn ha. Khoan thường khoan búa. Hai chức năng 24V nha các bạn, 24V Manati ha. 24V mã của nó là EZ6813 ha. EZ6813. Thân máy vỏ pin. Số 11. 1.350.000. Một triệu 350k ha các bạn. Đó, khoan bê tông 24V 1.350.000. Thân máy vỏ pin ha. Bê tông thân máy vỏ pin. Tiếp đây là cây Makita bê tông 18V. Makita 18V. Này mã của nó HKR165D. HKR165D nha các bạn. HKR165D. Này của Makita 18V ha. Để lấy pin mình test cho các bạn. Đây. Đây là khoan thường nha các bạn. Đó, các bạn thấy không, khoan thường. Kéo lên khoan búa ha. Nè. Đó, khoan búa nha các bạn. Đó, khoan thường nè. Rồi, ta bỏ cái mũi vô chúng ta test. Đây, mũi vô ha. Điều tóc đàng hoàng đầy đủ nha các bạn. Makita 18V thân máy ha, cái này bán cái thân máy
thân máy Makita 18V. Cái này rất là thông dụng nha các bạn. Pin đó là pin 18V cho nên các bạn dễ sử dụng ha. Pin tàu, pin gì 18V của Makita chơi hết ha. Nó gồm có cái pin nó có hai chân, ba chân ở đây nè các bạn nha. Pin ba chân ở đây ha. Đó. Số 12. 1.3 triệu. Số 12 1.300.000 nha các bạn. Thân máy bê tông 18V. Rồi 18V. Số 12 1.3 triệu. Tiếp tục là một cái máy vít ha. Ấy, một cái khoang gốc Hitachi. Thân máy bỏ pin nha các bạn. Khoan gốc Hitachi ha. Đầu kẹp 10 ly luôn ha các bạn. Rồi. Khoan gốc Hitachi. Thân máy vỏ pin. Số 13 600.000. Số 13 600.000 thân máy vỏ pin ha. Thân gốc. Rồi số 14. Thêm cái số 14, cái này cũng combo nha các bạn. Cái này là Nati EZ7544 ha. EZ7544 mắc kinh da băng luôn ha. Cây rất đẹp nha các bạn. 7544. Rồi. Cây vít này rất là đẹp nha các bạn. Đây nè. Nhanh chậm dưới đây ha. Có đèn LED ha. Cái này có này là cái mạch này cản, cái này là cái mạch cản nha các bạn, nó xài mạch cò ha, mạch cản cò. Đó. Nati 7544. Những combo ha. Máy pin sạc. Sạc cũng là dòng 100V nha các bạn. Sạc nó cũng là dòng 100V nha các bạn. Sạc 100V nha các bạn. Đấy, bây giờ bắt đầu là mình test sạc cho các bạn xem luôn. Sạc này sạc 80 ha. Đấy, test sạc cho các bạn xem luôn. Đây nha các bạn, cắm vô là đèn nó lên là màu xanh ha. Cắm lên đèn nó lên màu xanh. Đó, một đèn thôi ha, đứng lại ha. Cắm pin vô thêm một cái đèn nữa nó sáng lên. Đó. Đây xin lỗi. Đây đó. Cắm vô là thêm một cái đèn nữa nó sáng lên ha các bạn. Đó. Bắt đầu trong khoảng tầm 15 giây là nó chớp ha. Bắt đầu nó đèn nó chớp thì mình cứ giờ mình cứ cầm đây để cho đèn nó chớp đi. Xong mình sẽ buông xuống. Cái quạt ở trong bắt đầu nó quay rồi nha các bạn. Quạt ở trong nó quay rồi. Đó. Sạc rồi nha các bạn. Đó, đèn nó sạc rồi đó. Ok rồi nha các bạn.
nếu các bạn cảm thấy cái nào mà nó không nhận sạc là đèn nó sẽ chớp liên tục ha, nó sẽ không nhận sạc. Còn này là đây vậy ha, một đèn ha, bấm pin vô cắm lên đó. Đó, đá cái cạch thì lấy đá cái cạch cái là cái quạt nó quay nha các bạn, đó là nó sẽ sạc ha. Rồi nguyên combo nha các bạn, máy pin sạc nguyên combo. Số 10 mấy quên mất à, 3 14, số 14 ha. Số 14 1.550k ha, 1.550k số 14 nguyên combo máy pin sạc nha các bạn, nguyên combo như vậy ha. Đây nè, đó con Nati ha, 7544. Rồi tiếp tục cái combo nữa, đây là cái combo nữa quên ha, đây một cái combo nữa ha, máy khoan Makita 3 chức năng đó, cái combo nữa nó đây, sạc nó đây, sạc này 220 nha các bạn, sạc này 220 cho nên là không cần phải dán rồi. Chức năng nó là chức năng bắn chích ha, chức năng khoan và chức năng khoan búa đó, đầu kẹp 10 ly ha, đây là chức năng cấp trượt nè đó, cấp trượt số 12 đẩy lên chậm kéo xuống nhanh. Rồi đây là chế độ khoan búa, khoan búa này các bạn đó, Makita ha, 14V, máy pin sạc 14V, khoan búa ha, 3 chức năng. Rồi nguyên combo, bây giờ mình tách sạc luôn cho các bạn ha. Này là một cái khoan ha, khoan 3 chức năng 14V. Bây giờ mình test cái sạc để cho các bạn xem. Cắm điện vô thì nó sẽ không lên đèn, nhưng mà cắm pin vô nó mới bắt đầu nó lên đèn. Các bạn lưu ý chỗ này ha. Đó, cắm điện vô là nó sẽ không có đèn nha các bạn. Cắm pin vô nó có đèn nha. Đó, cắm điện vô nó có đèn ha các bạn. Sạc 220 ha. Sạc 220. Rồi. Các bạn mua cái máy này, các bạn mua một cái mắc vít nữa là cái loại này, nó sẽ xài chung pin ha, là cái loại này nha các bạn, nó sẽ xài chung pin thôi ha, đó nó như vậy, nó sẽ xài chung pin. Rồi, chút xíu nữa mình giới thiệu tới, đây là này nguyên combo này ha, máy pin sạc, máy pin sạc của một cái khoan 3 chức năng ha, khoan 3 chức năng. Số 15 số 15 1.450 ha, combo 1.450, máy pin sạc 1.450 ha. Đó, số 15 đấy, 1.450 số 15. Số 16, số 15 cho qua đây đi. Số 16, số 16 là một cây lắp tắc cơ, một cây vít 12V và lắp tắc cơ ha. Đèn led rồi đầy đủ nha các bạn. Đó,
đèn led đèn đồ ha, báo pin rồi đầy đủ ha. Rồi đảo chiều ok ha, 12V của Black Tucker. Thân máy vỏ pin, thân máy vỏ pin của 12V Black Tucker ha, 550k số 16. Số 16 550k. Rồi, số 17. Số 17 là một cây Pakita 14V. Đó. Mã của nó là M695D. Cái này hàng xuất ha. 14V nha các bạn. Rồi. Thân máy ha. Cái thân máy như vậy ha. Thân máy Makita 14V như vậy, xài cái loại pin này ha. Đó, chung với cây bê tông 3 chức năng, cây chung với cây khoan 3 chức năng ha. Rồi, cái này bán thân máy số 17 680k. Số 17 680k ha. 14V. Rồi, số 18. Số 18 là một cây multi ha, 6505. Multi 6505. Chà, cục pin nó đâu rồi? Rồi mình test cho các bạn xem ha. Multi 6505. Mấy cái hàng này máy nó êm lắm nha các bạn. Cái hàng này, cái loại này máy nó êm lắm ha. Đây là chức năng khoan ha các bạn. Đó, khoan chúng ta bấm quýt nè. Đó, nhưng mà khi kéo lên là thành khoan, đẩy lên nó thành khoan nha các bạn. Đó, không cầm nổi đâu ha. Đó, chúng ta sẽ gạt tới số là nó sẽ thành vít ha. Đó, kéo xuống thành vít luôn. Vít búa, đẩy lên là vít trượt ha. Đó. Rồi, chỉ là vậy thôi nha các bạn, giới thiệu hoài. Lâu nay mình giới thiệu hoài cái này ha, thân máy vỏ pin multi nha các bạn. Tem còn nguyên ha. Cao su còn nguyên ha. Đó, tem còn nguyên, cao su còn nguyên. Đó. Cấp trượt còn đầy đủ ha, đa chức full chức năng ha. M18 750k. Số 18 750k. À, tại vì cái máy nó không còn mới, nhưng mà nó còn vẫn còn ok ha. Không còn mới thôi, không còn đẹp xuất sắc thôi. À, nhưng mà xài thì vô tư. Rồi, số 19 một cây Hitachi. Một cây vít Hitachi 12V. Các bạn cho mình làm nhanh nhanh xíu nha các bạn, tại vì thời gian không kịp nữa rồi. Hôm nay combo nhiều quá. Đó, vô tư rồi ha. Hàng liền bạc bao của các bạn liền ha. Full chức năng hết. Chưa có cái nào mà không full hết ha. Thân máy vỏ pin ha. Thân máy vỏ pin số 19 550k. Số 19 550k nha anh em. Rất ok ha. Rồi, số 20. Một cây khoan Ryobi. Đó, 12V. Thân máy vỏ pin. Đèn led rồi đầy đủ ha.
nhanh chậm đầy đủ ha. Đó, chức năng là đầy đủ hết, full chức năng 12V, thân máy vỏ pin số 20 cũng 550k, số 20 cũng 550k ha anh em. Rồi, số 21 cây Makita, một cây Makita được, một cây Makita mã là 130 TD 130 ha, 14V. Rồi test chức năng thôi, test búa test đồ cho các bạn xem ha. À, điều tóc nè, đó điều tóc rồi đầy đủ ha. Rồi thân máy ha, thân máy như vậy, Makita 14V4, thân máy ha. Cho 21 700k, đây 130 ha, cho 21 700k. Số 22, số 22 tiếp một cây multi nữa ha, số 505. Cây này thì đẹp hơn cây nãy ha, cây này thì đẹp hơn nhiều ha. Tình trạng và chức năng của nó cũng như thế thôi, nhưng mà cái mã bên ngoài nó đẹp hơn. Đó, đẹp hơn. Đây là đầu nước sơn xin thì còn nguyên ha, multi ha. Đó, tem đây thì mất, nó có một cái tem như đây nữa mà mất, nhưng còn đây có mọc. Đó, nó như vậy ha các bạn. Rồi đẩy lên là thành khoang ha. Đó, ở chỗ này mới khoang, đẩy xuống là lên vít quy như cái mấy cái vừa rồi ha. Là chuyển cái số 9 đây thì nó thành vít. Đó, kéo xuống đẩy lên cũng là vít luôn. Đó, như vậy ha, kéo xuống nó nhanh. Đang số 9 chúng ta đẩy lên là nó chậm. Đó, nhanh chậm, nhanh. Rồi, thân máy vỏ pin, thân máy vỏ pin nha các bạn, cây multi nha. Số 22 850k, số 22 850k ha. Rồi, số 23 một cái khoang ha, cái khoang Nati luôn, mã là EZT103. Cây này là mạnh, bao mạnh luôn nha các bạn. Đây là bao mạnh luôn, các bạn khoan cỡ inox đi luôn ha. Cây này là... đó, các bạn nghe tiếng nó không? Khoan cỡ inox đi luôn á, cái máy này rất là mạnh, cái 103 này nè. Các bạn nào chưa xài Nati, Nati 12V 103 này ha, các bạn xài thử cái cây này đi, bạn sẽ thấy nó khoan mạnh lắm, nó khoan rất là mạnh ha. Thân máy vỏ pin, vỏ pin của nó đây, thân máy vỏ pin Nati EZT103. Con này là số 23 600k. nha các bạn. Đó, clip này mình làm xong là nghỉ lễ Noel luôn nha các bạn, xong rồi qua Noel mình làm lại tiếp nha. Rồi, số 24 là một cái vít ha, đây là một cái vít Hitachi luôn, thân máy vỏ pin luôn. Rồi điều tóc cho các bạn xem, điều tóc
rất là mượt mà luôn ha. Rồi búa, rồi này là số 24 550k, 64 550k ha các bạn. Đó. Số 25. Số 25 là một cây Makita. Mã là TD là 130 luôn ha. Cây này cũng 130, cây vừa rồi cũng là 130. Đó. Rồi, hai cây màu trắng hết. Giống nhau hết ha. TD 130 hết ha. Rồi, thân máy nha các bạn. Cái này mình cũng bán cái thân máy. Rồi, cái thân máy như vậy ha. Đó. Số 25. Cũng 700 ha. Số 25 cũng 700. Số 26. Cây vít Ryobi ha. Thân máy bỏ pin. Vít Ryobi. Đầy đủ ha. Cản cò ở đây ha, đẩy lên là cản cò. Đó. Yếu lại, kéo xuống là mạnh. Thân máy vỏ pin. Cây Ryobi. Số 26. 500k. Số 26 500k ha anh em. Rồi. Số 27. Một cây khoan Nati, thân máy vỏ pin. Cây khoan EZT 107 ha. Rồi. Rồi như vậy nha các bạn, thân máy vỏ pin. Cây khoa. Khoa 107 ha. Số 27. 600k. Ha các bạn. Thân máy vỏ pin ha. Rồi. Cây vít Makita 12V. Mã là 694D, M694D. 12V điện trọt ha. Đèn led đầy đủ nha các bạn. Rồi. 12V, thân máy vỏ pin. Hai mươi tám 550k. 28 550k ha. Rồi 29. 29 con này than rời ha. Mã của nó là 6916D ha. Pin chọt luôn. Con này than rời nha các bạn, than rời có lẽ nó chạy khỏe hơn ha.
giống đánh giống như búa dầu vậy. Đánh xem đen ru à. Ăn mấy giò pin? Cho 29. 550k luôn. Số 29 550k luôn ha. Rồi, số 30. Rồi, số 30 cũng có cây Makita luôn ha. Rồi. Cái này ngon nha các bạn. Số 30. Thân máy vỏ pin luôn. Cũng 550k luôn. Ba cây giống nhau. Rồi chốt hạ. Chốt hạ một cây khoan 105. EZT 105. Thân máy vỏ pin. Có nhanh chậm đây ha. Rồi, thân máy vỏ pin. Cũng 550k luôn ha. Số 31. Chốt hạ đây ha. Số 31 550k. Rồi một cây khoan Nati 105. Rồi, xin chào. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi clip. Hẹn gặp lại clip sau ha. Rồi. Chào các bạn. Chúc các bạn thành công.